Chào mừng bạn đến với Ai là triệu phú. Các mặt bên của hình chóp cụt là hình gì? 1. Hình vuông. 2. Hình thang. 3. Hình thoi. 4. Hình tam giác. Chúc mừng, bạn đã trả lời đúng. Tàu Titanic bị đắm vào năm nào? 6. 1910. 7. 1911. 8. 1912. Tháng 9 năm 1913. Bạn đã trả lời đúng.